Thưa quý vị, cơn bão Ian đã gây mất điện trên khắp đất nước Cuba và tàn phá những trang trại trồng thuốc lá quan trọng khi đổ bộ vào mũi phía tây của hòn đảo trong ngày 27 tháng 9. Và các nhà chức trách của nước này vẫn đang đánh giá những thiệt hại và cho đến nay cũng chưa có những thông báo thiệt hại về người chính xác. Cơn bão Ian đổ bộ vào bờ biển phía tây Cuba vào sáng sớm 27 tháng 9. Nó đã tàn phá tỉnh Pina del Rio, nơi trồng nhiều thuốc lá làm xì gà, một loại hàng hóa biểu tượng của Cuba. Đến tối 27 tháng 9, lưới điện của Cuba bị sập, khiến cả nước bị mất điện. Thật khủng khiếp, cả khu vực đã bị mất điện. Nhiều người dân đã chịu cảnh mất điện từ 8 giờ sáng cho đến giờ. Hãng tin AP dẫn tuyên bố của Liên minh Điện lực Cuba cho biết nhiều hoạt động đang được tiến hành nhằm từng bước khôi phục điện cho 11 triệu dân của đất nước này từ đêm ngày 27 tháng 9 cho đến sáng 28 tháng 9 theo giờ địa phương. Trước đó, hàng chục ngàn người dân Cuba đã phải sơ tán trước khi bão Ian đổ bộ. Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã đến thăm khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão.